Mọi người được 50 điểm thi N1 với mọi người được 95 điểm thi N1 thì nó lại không hề giống nhau chút nào cả. Đúng 10 năm trước là cô Lâm đỗ là một sau khi lấy được một xong nhá, bắt đầu kiểu gì xin man man. cảm thấy rất là tự tin đúng không? Đấy, à, bắt đầu kiểu đi làm. Cái buổi đầu tiên đi dịch ấy, với khách ấy, ôi à. trời, không hiểu ông đang nói gì luôn. Trong cái cuộc họp là mình cứng đờ luôn, xịt keo cứng ngắc luôn, không biết phải làm cái gì. Thì mới thấy rằng là cái việc mà mình học tiếng Nhật ấy, nó không bao giờ dừng lại ở một cái cấp độ theo kiểu là một cái n hai cái là một gì cả. Vâng. nó không phải là thể hiện cái năng lực của mình tối ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói về một chủ đề mà mình tin là tất cả các bạn ở đây đều đang rất là hóng đấy chính là về việc đó là chúng ta phân tích điểm thi thế nên làm thế mà bạn nào đang ở đây và vừa biết điểm thi và các bạn còn đang băn khoăn về việc đó là không biết là chúng ta nên học như thế nào thì đừng quên là, là nán lại tối ngày hôm nay nhé nội dung mà chúng mình cô lương và cô mon sẽ chia sẻ trong tối ngày hôm nay đấy là những bạn nào mà vừa thi n một xong đúng không ạ thì theo các bạn là chúng ta nên học lên hay học lại đó. À, mọi người đừng quên đó là bọn mình sẽ tặng cho đặc biệt là những bạn mà chuẩn bị học N1 này hay là vừa thi N1 xong thì bọn mình có 15 file tổng hợp tất cả những cái kiến thức cơ bản cần nắm chắc của N1 và gửi tặng cho các bạn cả bộ đánh giá đề thi GPT tháng 12 năm 2023. Thì cái file này bọn mình đã làm thành một cái file đầy đủ tất cả những cái tài liệu để tổng hợp kiến thức căn bản rồi. Khi các bạn có cái file này các bạn học theo thì mình tin chắc là cái kiến thức căn bản của mọi người sẽ rất là chắc. Phần đầu tiên là quan trọng nhất thì trên C luôn sẽ chia sẻ với mọi người về phân tích và định hướng học cho từng đối tượng các bạn nhé ừ, Cảm ơn, cô Mon rất là nhiều Rồi bây giờ phần tiếp theo đúng không? Xin, xế, xin phép vào phần đó là phân tích và định hướng học cho từng đối tượng một nhá Thì sau khi biết điểm rồi Nếu mà ở những level bên dưới như là N4, N3, N2 Thì thông thường chúng ta chỉ cần biết là đỗ hay không đỗ thôi đúng không? Nếu mà đỗ thì mình sẽ chắc chắn là học lên level trên rồi Thế còn không đỗ thì có thể là mình sẽ học lại một lần nữa hoặc là vẫn học lên Tuy nhiên thì N1 thì nó lại phức tạp hơn một chút bởi vì là với N1 thì chúng ta không còn cái mức gọi là level cao hơn nữa, là mức cao nhất của JPT rồi. Cho nên là khi mà các bạn học N1 đúng không, thi N1 xong thì sẽ có những trường hợp là chúng mình, thế này, chúng mình biết là điểm đỗ của N1 là 100 điểm đúng không? Thì có những bạn chúng ta đỗ được trên 100 điểm, từ 100 điểm trở lên. Đó, thì đương nhiên những bạn mà đỗ từ trên 100 điểm trở lên là chúng ta đã lấy được bằng N1 rồi. Đó, thì cái phần đó các bạn cũng sẽ phải suy nghĩ đúng không, thế sau đây mình sẽ làm gì? liệu mình lấy xong N1 là mình thôi học nhật nữa à Đấy, hay là mình học thêm một cái gì đó đúng không đấy, tiếp theo với những bạn nào mà chưa may mắn ở kỳ thi lần này mà chúng mình chưa đạt đủ 100 điểm thì thông thường các bạn sẽ nghĩ đến việc là chúng mình sẽ học tiếp để thi N1 đúng không thế nhưng mà N1 thì mọi người biết đấy, cái lượng kiến thức của nó rất là rộng mọi người được 50 điểm thi N1 với mọi người được 95 điểm thi N1 thì nó lại không hề giống nhau chút nào cả đó cho nên ở đây thì các thầy cô cũng đã chia ra làm ba đối tượng như thế này Thứ nhất đó là những bạn nào mà chúng mình được dưới 80 điểm trong kỳ thi lần này. Đấy, tạm thời thì cô sẽ xếp vào là nhóm A nhé. Tiếp theo những bạn nào mà đạt điểm được từ 80 đến 99 điểm, đúng không? Nhìn cái điểm số 99 là sót nhỉ cô không có môn nhỉ. Rất là sót kiểu đau lòng đau lòng. Chỉ kiểu kiểu cái này nó không phải là là mình nói về năng lực của mình đâu mà là chắc Tôi lúc nghe đấy thi sao đúng không? Một yếu thế tố thì... nào đấy. Đó, thì những bạn được. nào mà trên 80 điểm này, đấy và không may đúng không? Chưa được, được 100 điểm thì sẽ được tạm thời xếp vào nhóm B. Đấy, thế vâng. còn những bạn nào mà từ 100 điểm trở lên thì xin, xin phép là xếp vào nhóm C nhá. Thì thực ra tại sao lại chia ra như vậy? Bởi vì thực ra là với những bạn nào mà chúng ta ở dưới 80 điểm ấy, tức là những cái bạn mà nhỏ từ nhóm A ấy, thực ra thì nói thật là nếu mà chỉ được dưới 80 điểm thôi thì kiến thức cơ bản của N1 của mình là chưa chắc. Mọi người ạ. À. Đấy. Nếu mà chúng ta chắc chắn kiến thức cơ bản của N1 rồi thì thông thường mọi người sẽ đạt được 80 điểm. Thế còn 20 điểm còn lại sẽ là điểm về kỹ năng. Do đó là những bạn nào mà chúng mình thuộc nhóm A thì sensei hơi buồn một xíu đó là chúng mình lại phải mất thời gian đúng không? Để chúng mình sẽ phải ôn thêm một lần nữa để cho chắc cái kiến thức cơ bản của N1. Đó. Thế còn nhóm B là gì? Nhóm B là những bạn mà đã suýt soát đỗ từ 80 đến 99 điểm ấy. Tức có thể là các bạn đã chắc kiến thức của N1 rồi. Thế tuy nhiên là cái kỹ năng giải bài của mình vẫn còn một chút vấn đề, vẫn còn chưa thành thạo. Cho nên là chúng mình những bạn nào thuộc nhóm B thì sẽ là gọi là đối tượng suýt soát đỗ nhá. Thế còn những bạn nào chưa 100 điểm thì biết rồi là thuộc đối tượng đỗ. Thì bây giờ xin thấy rất là nhiều bạn comment là nhóm B trên xin sẽ nói về các bạn mà đối tượng từ 80 đến 99 điểm trước. Rồi thế thì với những bạn như này đúng không? Thì thực ra là mình đã nắm được 80 đến 90 trong kiến thức rồi, nhưng cái vấn đề của chúng ta đó là mình không đọc được các bài đọc trừu tượng. Mọi người biết rồi đấy đúng không? Common dậy n một cũng biết đúng không? Đọc hiểu là một bây giờ toàn là những cái chủ đề gì mà triết học với khoa học đúng không? Nhiều khi đọc bằng đọc bằng tiếng Việt là mình còn loạn đầu ấy đúng không? Cho nên là khi mà đọc sang tiếng Nhật là các bạn cảm thấy rất là khó, không hiểu được các bài trừu tượng. Do đó, thì uh, việc của các bạn ở đây là gì? Việc của chúng ta cần làm cho đến cho, so từ giờ đến tháng 7, 2024 đấy là gì? Là mình chỉ có luyện đề thi thật thôi. Thế nhưng mà sẽ tập trung vào những cái bài đọc mà nó có cái chủ đề về trừ tượng như là về triết học và về khoa học. Thế nhỉ? Đấy, mình tập trung nhiều vào cái kỹ năng đọc hiểu nhá. Tiếp theo, ngoài đọc hiểu ra thì nghe hiểu đúng không? Nhất là với những bạn nào mà chúng ta học ở Việt Nam ấy thì mình thường là không được bao quanh bởi môi trường tiếng Nhật. Mình không được tiếp xúc nhiều với tiếng Nhật. Do đó là cái khả năng nghe của mình bị hạn chế những bạn nào mà ở bên Nhật thì có thể là tốt hơn đấy thế nhưng mà kể cả những bạn Nhật ở Nhật hay là ở Việt Nam đi chăng nữa thì chúng mình vẫn sẽ phải luyện nghe lại đúng không luyện cái kỹ năng lại đúng không bởi vì là trong cái phần nghe đấy nó có cái môn đai số 3 và môn đai số 5 ấy nó là hai cái môn đai mà nó chẳng in cái gì ra cả nó không in cái gì ra và nó tự dưng nó làm cho tâm lý của mình nó cảm thấy khó hơn chưa chắc là nó đã khó nhưng mà nó làm cho mình tâm lý khó đúng không đấy, và nó yêu cầu mình một chút cái kỹ năng là phải memo này kỹ năng là phải phóng lược được nội dung của tổng quan của cả bài Đấy, thế cho nên là với những bạn nào mà chúng ta từ 80 đến 99 điểm thì mình sẽ cần luyện lại nghe và liệt kê lại các cấu trúc bài nghe và đặc biệt là cái phần môn đai số 3, môn đai số 5. Nhờ cái kỹ năng này, này là mình sẽ phải luyện lâu dài hơn một chút. Ok, thế thì với những bạn này đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái lớp luyện chuyên sâu kỹ năng. nha. Đấy, mình có kiến thức cơ bản rồi mà. Cho nên mình sẽ chủ yếu tập trung vào phần kỹ năng làm bài. Đấy, ví dụ như một lớp ôn uh, luyện một chuyên sâu như này nhá. Ở Riki thì có một lớp là bắt đầu từ tháng 3 tới mọi người ạ. Thì với lớp này đúng không? là trong cái giai đoạn từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 ấy thì đoạn đầu tháng 3 cứ một tháng đầu đã thì các sensei vẫn sẽ cho mọi người ôn lại từ vựng và chữ hán một lần nữa. Bởi vì là sau hai uh, tháng nghỉ ngơi đúng không? Tháng 12 và tháng 1 nghỉ ngơi là có thể nó dụng bớt đi rồi. Thì cái thời gian đầu là mình sẽ ôn lại từ vựng kanji này. Thế xong sau đó từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 cho đến tháng 6 đúng không? Thì mình sẽ tập trung luyện kỹ năng về phần đọc hiểu và nghe hiểu đúng không nhỉ? Rồi thế còn tháng cuối cùng của mình thì mình sẽ là luyện đề thi để sẵn sàng cho cái thi thật. Thế thì với cái lớp này đúng không? Là phía bên Ricky sẽ mở vào 28 tháng 2. Thì lớp này sẽ có ba sinh đứng lớp. Đó là cô này, đó cô Yến Nhi và cô Ánh. Thực ra thì mọi người thấy là đều là những khuôn mặt khá là quen thuộc rồi đúng không? Với lại cô Ánh gọi là chuyên gia dạy nghe hiểu rồi đúng không? Cô Lương thì với lại cô Nhi thì thường sẽ hay dạy về phần đọc hiểu và phần ngữ pháp rất là nhiều. Đó, ở đây thì cô hơi cô tính chính một chút nhé. Ở đây thì là cô Yến Nhi thì đang là giảng viên tại quái ngữ còn cô Lương thì là cựu mọi người ạ. tính <laughs> chính một chút, cô Lương thì đang là cựu giảng viên Đấy, còn bây giờ thì cô đang ở bên Nhật thôi và bây giờ sẽ chuyển về nhóm A. Đó là những bạn mà chúng ta rất buồn, buồn là chúng ta chỉ được dưới 80 điểm thôi đúng không? thì với những bạn như này chúng mình phải làm như thế nào? Và những cái điểm từ vựng chữ Hán ngữ Pháp này, điểm đọc hiểu của mình thấp thì chắc chắn là mọi người sẽ nên tham khảo là cái khóa học này. Rồi, thế thì cái khóa học này thì đặc trưng đúng không? Đó là chúng mình thực ra là chỉ nắm được gọi là đại khái đó. Đấy, 6 đến 70% kiến thức của kanji từ vựng chữ Hán ngữ Pháp còn hỏng rất là nhiều đúng nhỉ? Chúng mình sẽ cần phải tổng ôn các kiến thức căn bản của kanji từ vựng và ngữ pháp. Mọi người lưu ý nhá. Rồi, tiếp theo về phần đọc hiểu thì sao? Với những cái bạn ở nhóm A này này thì đương nhiên từ vựng chữ Hán ngữ pháp mà không có thì không thể nào mà dịch được bài, đúng không? Nhiều bạn thì cứ bảo là ôi em dịch được bài rồi thế nhưng mà cái dịch được rồi của mình ấy nó chỉ đơn giản là dịch đại khái thôi. Mình không nắm được cấu trúc câu, mình chỉ ghép từ vào À thấy trong câu có năm từ vựng này là mình nhặt năm cái từ vựng này vào sau đó là mình tự nối nó lại với nhau. Chứ mình không nắm được rằng là cái ngữ pháp chính xác của mẫu đấy là gì, cái cấu trúc câu mà người ta đưa ra đây là gì, đúng không? Thì với những cái bạn như thế này thì chắc chắn phần đọc hiểu mình đương nhiên là mình luyện để thi thật rồi, nhưng ngoài ra thì mình còn phải luyện cái kỹ năng là phân bổ thời gian này, rồi thứ tự ưu tiên làm bài nào, làm câu nào này, cách đọc logic ra sao này, đúng không? Tóm lại là mình sẽ học lại căn bản từ đầu cái phần phần đọc hiểu và thậm chí là trong những cái lớp mà dành cho các bạn này ấy là cô lại phải dạy ngay từ đầu dạy lại từ đầu nhé thậm chí là lớp n 1 nhé cô phải dạy lại từ đầu là đâu đâu là chủ ngữ này đâu là vị ngữ này đâu là phần bổ ngữ này đúng không chúng mình nhiều khi chúng mình nghĩ rằng cái nó đơn giản thế nhưng mà rất nhiều bạn chúng ta đến là một rồi chúng ta vẫn không nắm được cái điều đó đấy là phần đọc hiểu và phần từ vựng chán ngữ pháp thế sang đến phần nghe hiểu thì sao với những bạn ở nhóm a này đúng không dưới 80 điểm này thì không những là không nghe được môn đai ba và năm mà cái môn đai một và hai gọi là hai cái môn này dễ nhất đấy đúng không? Chúng mình cũng chưa chắc rồi. Thế nên là với lớp này đúng không là chúng mình sẽ được luyện nghe lại từng dạng bài, nắm được cấu trúc của từng bài một. Tóm lại đúng nhỉ? Đấy là gì? Với cái lớp này đúng không? Thì là chúng ta thuộc cái đối tượng là phải ôn chắc từ kiến thức cơ bản đã. Xong sau đó chúng ta mới bắt đầu chuyển sang cái phần là ôn kỹ năng. Đấy, ôn gọi là cái kỹ thuật để giải bài. Ồ thì với cái lớp này đúng không? Thì là chúng ta sẽ có một cái lớp N1 là mình sẽ bắt đầu từ tháng 2. Đấy bắt đầu sớm hơn cái lớp nhóm B một chút, tôi định chính lại, đó là chúng ta phải dành 2 tháng đầu, từ tháng 2 cho đến tháng 4, đúng không? Chúng mình sẽ học phần chuẩn bị. Đấy, sau khi mà các sen thấy các bạn hòm hòm kiến thức rồi đúng không? Thì bắt đầu mới chuyển sang phần thai sắc cự. Thì thai sắc cự ở đây là gì? Là chúng mình sẽ đi luyện kỹ năng giải bài. Snach, luyện kỹ năng giải bài của từng dạng bài. Và cái phần học thai sắc cự này sẽ được triển khai trong vòng thời gian là 3 tháng, tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Rồi. Đấy, và sau đó là đến tháng 6 và tháng 7 thì cũng giống như các lớp khác, bao giờ cũng thế mình sẽ dành một tháng trước khi đi thi để mình sẽ luyện đề thi thật nhá đấy, mình sẽ làm quen với lại cái đề thi thật này với lại cái uh, phân bố thời gian như là đi thi thật luôn đúng không thì với cái lớp này đúng nhở là chúng ta sẽ được học với lại cô lương này và cô mon mọi người ạ đấy cô mon ngồi đây cô mon uh, trước đây thì thường hay dạy các lớp n hai nhưng bây giờ thì cô mon đã dạy lớp n một rất là rất là lâu rồi đúng không cũng và... bắt đầu và cũng lên dạy đọc hiểu cùng với cô lương rồi cho nên là ừ. những bạn nào mà trước đây học lớp là một chỉ thấy mỗi cô lương xuất hiện dạy đọc hiểu thôi ấy cảm thấy cách dạy của cô lương bắt đầu chán rồi thì mọi người có thể là tham khảo lớp này đúng nhỉ chúng mình sẽ được học thêm cả cô mon nữa đấy cô mon thì có một cái ưu điểm là giảng bài rất là dễ hiểu rất là logic <laughs> nên là cô cũng rất là mừng khi mà được đứng lớp cùng với cô mon đấy chứ ngoài ra thì ngoài cô mon ra thì sẽ có thêm thầy dũng nữa và thầy dũng thì cũng đang là giảng viên giảng dạy tại đại học ngoại ngữ nhá thầy dũng thì rất là làm, làm gọi là gì nhiệt tình đúng không trong các lớp tích hợp ấy thì hầu như các bạn mà nhắn tin trả lời là thầy dũng bỏ rất là nhiều công sức ra để rep cho từng bạn một nó là rep rất là kỹ càng từ hồi có thể dũng là cô lương ít phải nhà, ra nhà <laughs> em cũng cảm thấy rất là biết ơn thầy Dũng và học viên thì cũng rất là mê chắc là lớp này được cái là nếu mà nói là học viên mê a à nhất chắc là mê thầy Dũng đấy đấy bởi vì từ trước đến nay là thường chúng ta là bị dương hơi suy một tí đúng không vâng, đúng đấy, nhưng hả? mà lớp này là bắt đầu có thêm thầy Dũng vào là vâng. <laughs> hẳn rồi vâng. mọi người nhá lớp này thì sẽ học vào thứ ba và thứ năm này thực ra thì cái lớp n 1 12 ấy là đã khai giảng từ tháng 12 từ tháng 12 rồi Đấy, từ cuối tháng 12 rồi. Thế nhưng mà cái khoảng uh, cuối tháng 12 thì có một cái đợt nghỉ của Nhật, nghỉ Tết của Nhật. Và sau đó là khoảng đầu tháng 2 lại có đợt nghỉ của Việt Nam. Cho nên là chính xác thì lớp mới chạy được khoảng tầm một tháng. Cho nên những bạn nào mà chúng mình muốn join vào lớp này để học lại căn bản thì mình có thể đăng ký luôn vào được nhé. Thì đấy là cái phần nội dung của lớp uh, của nhóm số 1 nhỉ. Nhóm gọi là chúng mình cần phải học lại từ căn bản thì là như vậy. Thế còn uh, tiếp theo, cô Lương sẽ em uh, nói về nhóm trên 100 điểm nhá. Đợi cô một xíu nhóm trên 100 điểm thì chắc là nhóm mà đang uh, vui nhất đây đúng không chị vui <laughs> nhưng mà ngược lại lại là ô thế bây giờ mình làm gì nhỉ liệu có các bạn nào đây có bạn nào mà trên 100 điểm mà mọi người đang băn khoăn về việc là ủa thế bây giờ không còn cái gì để mình chinh phục nữa sao ấy đúng không đấy, mọi người, có biết không cô mon có biết không cô lương đỗ là một thì thực ra đúng đấy 10 à. năm trước là cô lương đỗ là một wow <laughs> là lấy cái bằng là một là 10 năm rồi đấy đúng không vâng, vâng, mọi người, wow. mọi người thì nghĩ là ui n một thì là cái đỉnh cao tới nhật rồi đấy thôi n một là thôi làm sao phải học gì nữa đấy nhưng mọi người có biết được là cô lương bây giờ vẫn đang đi học không <laughs> đúng không về chị lương à, cô lương vẫn đang đi học mọi người ạ à. thế là ừ. một cái mà thế là em họ em chỉ phỏng vấn một câu thôi là động lực gì để đạt n một 10 năm trước rồi mà giờ vẫn đi học vậy chị đấy động lực là gì động lực là mặc dù đạt n một thế nhưng mọi người biết không sau khi lấy được một xong nhá bắt đầu kiểu gì sinh man man cảm thấy rất là tự tin đúng không Đấy, à. bắt đầu kiểu đi làm cái buổi đầu tiên đi dịch cái với khách ấy Ôi à. là trời không hiểu ông đang nói gì luôn không hiểu ông đang nói cái gì cả đấy à. gọi là trong cái cuộc họp là mình cứng đờ luôn xịt keo cứng ngắc luôn không biết phải làm cái gì cái lúc đấy mẹ con ông bảo là thế 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 cháu con là một thì đúng không và vâng cháu con nở một rồi ạ à. thế mà cháu lại không dịch được à <laughs> <luôn. cười> thế là lúc con nào một thì mới thấy rằng là thực ra cái nào một của mình ấy nó chỉ đơn giản là một cái bằng tượng trưng thôi Vâng. nó không phải là thể hiện cái năng lực của mình đấy, do đó là cái năng lực tiếng nhật của mình nó còn thiếu rất là nhiều đấy cho nên là lúc đấy thì tức là từ cái cái, cái giây phút đấy thì biết được rằng là mình còn phải học rất là nhiều đúng không đấy, và đến bây giờ này 10 năm sau thì sẽ vẫn đang học tiếng nhật đó mọi người đây này hôm nay đi hôm nay đọc bài luận là xong sách này vẫn còn thấy bao nhiêu là từ khó mà mình chưa biết luôn Nên vẫn phải ngồi nốt ra thì mới thấy rằng là cái việc mà mình học tiếng nhật đấy nó không bao giờ dừng lại ở một cái cấp độ theo kiểu là một cái n hai cái n một gì cả chúng mình mà dừng lại ở đấy thì chúng mình chỉ có một cái bằng để mình hiểu như là paper thì nó dùng cái từ paper một cái tờ ừ. giấy Vâng. Ừ. và em thấy là nếu mà các bạn ấy dừng cái việc học thì có thể là một năm sau là có khi là quay lại thi N1 chưa chắc gì đã đỗ đúng rồi đúng không đấy thế cho nên là đúng. với những bạn nào mà chúng ta thuộc đối tượng đỗ trên 100 điểm á thì mọi người ạ chúng mình sẽ có những cái uh, con đường có lộ trình như thế nào thứ nhất với những bạn nào mà chúng mình đã chắc kiến thức n một nhất tức là chúng mình cảm thấy rằng là thực ra em không phải như cô lương đâu cô lương là kiểu vừa mới học đại học một hai năm xong thi n một đỗ cho nên là kiến thức n một cô lương chưa chắc thì cô lương phải học thêm là đúng rồi nhưng mà em này em làm ở bên nhật đúng không em làm nhật vài năm rồi em đi học đại học bên này rồi đúng không cho nên em cảm thấy rằng là cái kiến thức n một em chắc rồi chẳng qua là em chưa có ok cái bằng thôi Đấy, nhưng mà lần này thì em đỗ rồi Đấy, bây giờ em có bằng rồi Đấy, là em vừa có cả thực lực và vừa có bằng cấp rồi thì em làm gì với những bạn nào như vậy đúng không thì chúng mình sẽ nghĩ đến việc là mình sẽ phát triển thêm những cái kỹ năng khác có bằng N1 rồi nhưng mình sẽ học thêm tận dụng cái tiếng Nhật đấy tận dụng cái bằng N1 đấy đúng không để mình phát triển thêm các kỹ năng khác để kiếm việc làm có thu nhập cao hơn đúng nhỉ đấy ví dụ như là chúng mình sẽ học thêm các kỹ năng liên quan đến uh, sư phạm này, liên quan đến giảng dạy này đúng không để mình có thể là sau này mình đứng lớp đi dạy như các cô hoặc là mình sẽ học thêm các lớp kỹ năng về business bởi vì bản thân mọi người biết common cũng thấy rằng là rõ ràng N1 với lại tiếng tiếng nhật là một với tiếng nhật business nó khác nhau đúng không đúng rồi rất là khác nhau đấy đấy bây giờ bảo cô lương mà cho đi 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 làm business chắc cô lương cũng cứng ngắc đấy. đó thì nếu mà chúng mình mà muốn có cái vừa có bằng N một này có tiếng nhật tạm thời hội thoại ổn rồi mà chúng mình muốn đi làm liên quan đến kinh doanh đúng không nhỉ làm ừ. ở trong công ty nhật đấy thì mình nên tham gia các lớp kỹ năng học thêm về phần business đúng không để gọi là mình sẽ có thêm thêm cái gọi là giá trị gia tăng cho bản thân mình ấy chúng mình hoàn toàn để tham khảo ở đây có hai hai lớp như thế này ạ à. đấy là lớp đầu tiên là lớp đào tạo giáo viên đó bởi vì là kỳ vừa rồi thì em nhận ra là có rất là nhiều bạn bạn ấy có dự định là muốn về Việt Nam và tìm kiếm một công việc ở Việt Nam ừ. hoặc là có những bạn mà đang làm văn phòng và bạn ấy nghĩ là kiếm một công việc làm thêm buổi tối đó ừ. thế thì và trong khi đó thì thực sự là Ricky không những Ricky mà rất là nhiều trung tâm thì lại đang thiếu giáo viên Ừ. là những đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản và có sự nhiệt huyết thế là vì thế mà ricky có một khóa học đó là khóa đào tạo giáo viên mọi người ạ với khóa học đào tạo giáo viên này thì sẽ dạy cho các bạn từ những kiến thức căn bản là những bạn mà đầu vào là chưa từng làm giáo viên bao giờ nhưng mà có định hướng muốn trở thành giáo viên thì Ricky sẽ đào tạo các bạn để các bạn có thể là có những cái kỹ năng và đầy đủ tự tin để chúng ta có thể đi làm giáo viên được và chúng ta có thể chẳng và đây là một cái lớp học rất là đặc biệt bởi vì là Ricky là một hệ sinh thái rất là lớn nên mọi người có rất là nhiều dự án ở trong đó thế là khi mà các bạn học ở Ricky với lớp này thì em thấy có một cái điểm cực kỳ hay đấy là các bạn Đấy, có 70% thời gian học là bạn đi kiến tập này, bạn đi dạy thử và đi dạy thực tế tại các lớp của Ricky thì em thấy là một cái điểm rất là hay mà các bạn ấy không phải là chỉ học lý thuyết học lý thuyết thì tất nhiên là ai cũng có 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 thể tự học được chúng ta có thể nghe giáo viên giảng và chúng ta có thể bắt trước được mà thế nhưng có một cái mà em cảm thấy là Ricky trao cơ hội để mọi người có thể thực hành được ngay tại Ricky đó đấy là lớp đào tạo giáo viên và số 2 đấy là business tự nhiên cái đợt này em cũng đang nghĩ đến chuyện là ở mình hãy thử thách mình ở việc đó là 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 thách thử thách mình bằng việc luyện thi BGT thì sao đó, tại vì là đúng thật là như như chị Lương chia sẻ rằng là uh, nếu mà học xong cái cao nhất là N1 rồi mà bây giờ mình dừng ấy, thì nó không tốt nhưng mà để đặt ra một cái việc là thiết bị học tiếp N1 đi trong khi đó N1 của mình đã rất là cao rồi thì thực sự là chắc là không có động lực và thay vào đó thì mình sẽ nâng cao giá trị bản thân mình thấy có một cái câu mà cc lương nói rất là hay ấy các bạn chính là nâng cao giá trị bản thân bằng cách là chúng ta sẽ thử thách thêm những cái mảng khác và có một cái mảng mà em thấy rất là hay có bạn nào mà còn chuẩn bị xin việc tại các công ty nhật ấy thì có một cái thông tin mà em nhận được là các công ty nhật thì dần dần bây giờ người ta có một cái yêu cầu đó là về bằng g hai ừ. đó thì mọi người có thể học khóa business của Ricky là khóa chuyên luyện thi BGT cũng như là hướng dẫn các bạn về tiếng Nhật trong thương mại một cái rất là hay đó là hai cái khóa học Đó đấy thì mọi người có thể là tham khảo nhá và với cái lớp đào tạo giáo viên mọi người ạ đó thì như cô Mon cũng có nói đúng không là không chỉ chúng ta học lý thuyết thôi mà chúng mình sẽ có cả phần kiến phần thực hành nữa. Đấy và thực hành cái này mới là cái quan trọng mọi người ạ. chia sẻ với mọi người luôn là hiện tại thì cô lương cũng đang học về đào tạo tiếng Nhật ở bên uh, bên, bên bên Nhật. Đấy thì uh, bản thân cô thì về tiếng Nhật ấy so với các bạn cùng khóa cùng gọi là đô kỳ ấy đúng không thì tiếng Nhật của cô không tốt hẳn bằng các bạn ấy. Kiến thức về uh, dạ, sư phạm cũng như kiến thức về giáo dục cũng không tốt. Nhưng mà ngược lại, cô lại có kinh nghiệm ở game bà Tức là cô đã đi dạy nhiều năm rồi các bạn đấy Cô đã gọi là gì nhỉ Có cái kinh nghiệm được tiếp xúc với học viên nhiều ấy Cho nên là nhiều khi là mình không có kiến thức chuyên môn Nhưng mà mình lại có kiến thức thực hành nhiều ấy Thì mình sẽ nhìn ra được những cái đúng và cái sai trong cái phần lý thuyết đấy đó Và mình sẽ có cái cách là điều chỉnh sao cho phù hợp với việc, việc dạy của mình cho nên là ở bên khóa đào tạo giáo viên đúng không? Thì nhận thấy cái việc là tầm quan trọng của thực tiễn. Cho nên là sẽ chia ra giai đoạn 1 đương nhiên giai đoạn 1 thì bao giờ mình cũng sẽ học những cái phần lý thuyết đó là một cái giờ học cơ bản là sẽ phải hình thành lên từ cái gì đúng không? Thì trong vòng 8 tuần là các bạn sẽ học những cái kiến thức cơ bản như vậy. Thì xong sau đó đúng nhỉ? Giai đoạn thứ hai thì chúng mình sẽ được là được học cái phần đó là thế bây giờ có một cái giờ học cơ bản đấy rồi. Thế nhưng mà không phải là cô nào dạy theo cái hướng cái cơ bản như thế học sinh cũng thích mà sẽ phải có một vài những cái cách dạy làm thế nào để có thể truyền cảm hứng này, truyền động lực này, đúng không? Khơi gợi được cái sự hiếu học, tham học của các bạn đấy. Nên là trong giai đoạn thứ hai vòng 8 tuần chúng mình sẽ được học cái phần đó là xây dựng giờ thú vị. Đấy và đến cuối đúng nhỉ? Giai đoạn số 3 đúng không? Là mình sẽ có được thực hành luôn. Mình sẽ được học những cái kinh nghiệm dạy thực chiến và được thực hành luôn. Rồi là ngoài ra nhé, có một cái rất là quan trọng này trong cái thời đại gọi là internet như hiện nay đúng không? Có một cái đó là gì? Có rất là nhiều giáo viên dạy. Tiếng Nhật mọi người thấy không? Có rất là nhiều giáo viên dạy. Thế nhưng ấy, tại sao các bạn lại chọn cô Lương? Tại sao các bạn lại chọn cô Mon? Tại sao các bạn lại chọn cô Ánh đúng không? bởi vì sao bởi vì là các thầy cô đã định hình được cái thương hiệu cá nhân của các thầy cô rồi ví dụ như là nói đến cô ánh ai cũng nghĩ rằng là cô ánh là dạy nghe đúng không đấy, ai nói đến cô cô lương cũng biết được rằng là à cô lương là hay dạy đọc hiểu đó thì mọi người ngoài cái việc là chúng ta học những kiến thức về chuyên về giảng dạy ra thì mình sẽ được học thêm những cái kỹ năng mềm khác đó thì đây cũng là một cái khóa đúng là sẽ nghĩ rằng là mọi người hoàn toàn thể tham khảo nếu bạn nào mà có dự định là về vào Việt Nam để làm giáo viên đấy chứ còn có khóa business đúng không nhỉ mà nhìn thấy ngay ở đây đấy là một giáo viên rất là kỳ cựu đúng không? Đó, đó là cô Hiền. đó thì cô Hiền cũng là một trong những giáo viên mà xây dựng như là đứng lớp cái khóa BJT này. Đó, thì trong khóa này thì mọi người cũng sẽ được học những cái uh, câu kính ngữ này với các tình huống khác nhau rất là nhiều ấy, 700 câu kính ngữ với lại hàng trăm tình huống khác nhau trong công ty này. ngoài ra có một cái rất quan trọng đấy là gì? là email. chắc chắn là các bạn nào đi làm với nhật thì phải viết email thường xuyên rồi thì chúng ta sẽ được học những cái cách viết email cơ bản này Ngoài ra sẽ được cung cấp 50 email mẫu này Và 56 tình huống giao tiếp đúng không? Để cho mọi người là có hẳn một cái bồ kiến thức Đấy, sẵn sàng khi mà chúng ta đi tìm việc làm đấy, Xin việc vào công ty nhỉ Rồi, thế cái lộ trình của khóa này thì Thực tế là mọi người có thể nhìn thấy ở đây Là chúng mình sẽ có 3 khóa Khóa đầu tiên đấy là khóa J3 Đúng nhỉ? Luyện thi BTJ J3 khóa thứ hai là khóa VJ2 và khóa thứ ba là khóa VJ1. Thì với các bạn mà đã được N1 rồi ấy, đúng không? Thì mọi người có thể là tham khảo xem là đương nhiên thì không phải là N1 là bằng với lại J1 đâu nhá. Đấy, các bạn khi mà có N1 rồi thì mọi người có thể là giảm bớt cái phần level của mình xuống một chút là mình sẽ có thể là thử sức về J3 hoặc là J2 trước để xem là kiến thức của mình nó đã cover được toàn cái phần J3 này chưa. Nếu mà cảm thấy phần J3 dễ quá thì mình chuyển sang khóa J2. Chứ còn nếu mà chúng mình chuyển ra khóa trên một luôn từ đầu thì sẽ nghĩ rằng là nó sẽ nó cũng sẽ hơi 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 gọi là gì nhỉ? Nó sẽ hơi hững một chút đấy. Cái phần kiến thức của nó sẽ hơi lệch nhau một tí. Cho nên thành ra là mọi người có thể là tham khảo từ khóa J3 và khóa J2 nhé. Rồi thì đây là cái phần feedback từ học viên nào. Đấy. Cái khóa này có rất là nhiều các bạn đăng ký rồi đúng không? Thì hầu như là các bạn học xong các bạn đều có một cái cảm nhận rằng là gì? Ui rồi dùng mấy cái này là ăn điểm rồi đúng không? Đấy, tự dưng đi thi thấy mình à đi đi xin việc thấy mình sang hẳn đấy. <laughs> thấy mình không phải là mỗi là onegai shimas nữa mà tự dưng nói được cái câu là onegai đúng không thấy nó được plus hẳn lên đúng không nhỉ điểm cộng trong nhà mắt nhà sử dụng luôn đó thì cái phần này là mọi người cũng có thể tham khảo nhé